Bây giờ là lão này lại đi chụp ạ. Tắt bớt mấy cái này đi, nó cứ kêu này. Ok. Đây, thôi thôi, té. Ở cái phần này là nó có cái con vẹt này, ở cái bản cũ là nó cũng kiểu báo động ấy. Nhưng mà cái phần này hình như là nó chạy kinh hờn, ví dụ như là chúng ta bị nó bắt ấy. Là lão này lão sẽ đi lùng từng tầng một. Chứ không đơn giản như kiểu là mấy cái phần trước là chỉ chạy ra mắng con vẹt thôi nhá. Đấy, rất là căng. Nên là cái nước mũi này nó khác ra nhỉ. À đâu, lại đi xuống rồi à? Thế mình sẽ lấy cái này nào. Cái này là cái mà sử dụng flash này này. Mình có đủ đồ chứ. Nên nó phải chuyển qua nên là... Nên cái nó thiết kế giống kiểu cho kiểu là PS4 ấy. Rồi, hoặc là Switch là nó giống thế này. Nên là... Nhưng mà ở cái PC nhìn nó to hơn ấy. Nên là lão này sẽ đi vẽ chim này, sau chụp ảnh này, sau làm gốm thế nào nhỉ? Sau ra tạc tượng bà già này. Mình không biết là mình... Nên là chúng ta có cái nút mà đi chậm này. Hai lần trước là mình có rồi nhỉ? Nên là mình không biết là mình đủ chưa? Chắc là mình sẽ phá cái lão vẽ có con chim chứ. Lão này vẽ gần đủ đấy. Thực ra là cái trò này là hồi xưa là mình chơi rất là nhiều luôn đấy. Đây này, ví dụ như chơi này là chúng ta đi thẳng luôn này. À, rất là nhanh. Thay vì là đi dọc xuống ấy, rẽ phăng phải. Theo kiểu 2D ấy. Cái này là mình sẽ có cái này là nó tẩy vết bẩn này. Mình sẽ bỏ cái chanh này cho. Và chúng ta cắt cái dây cho con chi nó bay đi này. Nhanh này, lão lên, bỏ mẹ này. Ăn đòn này. Úi dồi, mất mẹ 1000 điểm rồi. Nên là phải chạy nhanh. Cứ bấm nhầm cái nút mẹ nó cho. Hình như là cái nút này với ở trên Switch là nó đổi nhau. Đùa luôn. Ủa lại bị ông đấm ấy, thế mà không kịp vậy. Mẹ lởm thế cơ chưa lại bịa cho ăn đấm. Mẹ chụp vào flat này. Ok, cái này thì không... Đây mình sẽ cái này lên ghế này. Phá cái máy này đi. Này, cái này thì không... Bây giờ mình chỉ phải ăn đấm một đấm nữa chắc chưa to rồi mẹ là. Đi nhanh hơn nhưng mà bù lại là không nhìn được cái tổng thể nó kém hơn ấy. Vỏ chuối. Mình phải gài này từ nãy rồi. Đây. Nên là cái nút này nó khó hơn này. Tát ra mặt này. Không biết là lão này có dẫm cái vỏ chuối không. Khả năng tí nữa vẫn dẫm à. Mình lại bị ăn hai đấm của lão, mẹ thấy mới trò ấy. Nên là bài này trình bày hơi nhiều, mẹ để cho ông ấy ông đấm mình không kịp gài bẫy. Nên là đúng là phải gài vỏ chuối từ nãy ấy. Sặc. Vẫn chết. nhưng mà cái bài này là ở cái phần này nó thiếu đấy, là mình bị trừ mất 2000 điểm. Nên là cái này là mình chỉ chơi qua cho các bạn xem ấy. Nên là chúng ta là mình thấy nó vẫn còn thiếu này. Trên giấy là nó có một số cái bài nữa, kiểu buổi tối chơi tối ấy. Fitness Frenzy. Cái này là cái bài, đây là cái theme mà ông này ông ấy dành cả ngày để ông tập thể dục. Nên mà nó không có cái nút nào để nó nhìn tổng thể này. Nó này sẽ đi cho cá ăn này.
Còn đi đâu đấy? Đi nhảy cái nhún cái này ra. À, đi tập yoga à? Lại con chó đấy. Bỏ mẹ mới là cái gì này? Đây. À, đi uống nhớ nước nhé. À, đi cất cái quyển yoga này. Không có gì. Con chó này cũng phiền này, nó cũng sủa. Nhưng mà cái này là nó chỉ vẫn 3 tầng này. Cái này là cái này này. Lão đi cất cái quyển yoga này. Rồi đây là cái... À cái... Đâu, đâu cái này là buộc dây lại với nhau này. Đây là cái steroid này. Cái thuốc làm cho quân địch khỏe hơn người bình thường. Lão đi đúng ra là mình chưa nên buộc cái kia luôn nhỉ. Thì lão sẽ đi uống nước. Ôi à, đùa. À, lão đi số tầng lão quay tay à. Mình để mình sẽ lấy hết đồ. Lão xuống tập cái này này. Tập cái ấy này. Kéo căng căng này. Tập tạ này. Mình nghĩ là mình có thể mình gà cho cái lão này cái quyển đó yoga này. Là cái quyển này nó thắt nút này. Dậy thắt nút. Cho steroid và cho con cá này. Cá nó ăn steroid này. Đi chơi dây. Quấn người. À, mình hình như là cái chỗ này là mình sẽ đặt cái dây đây à. Rồi tí nữa ông ấy ra uống nước là ông ấy ngã vỡ mặt rồi. À, bây giờ đi lấy quyển yoga này. Mình có thể đặt cái bi này. Không biết nên là phải đợi cái prom này nó mới đặt được bi. À, đi lấy quyển yoga này. Sau đặt cái này vào đây này. Cho cá ăn này. Cá to chết mẹ luôn. Cá đây cá khổng lồ. Kiểu là bơm steroid. Cái này thì dám ở đây nè. Đây là bây giờ ông đi tập yoga này. Thắt nút rồi. Đây mình lấy cái này của mình. Lại này dán cái hình mà kiểu được người đô. Đây là cất đi, cất cái sách này. Mấy cái kìm này làm cái gì? À kìm cái vặn xe. Bê nhún rồi bảo mẹ. Không kịp. Úp. Ôi. Quên mất. Nên là mình không nhớ cái nên là mình phải xem cái thứ tự. Đúng là mình phải gắn cái nhún lên trước này. Cho lão này ngã chứ. Không, lại tí nữa là phải đợi một hồi. Hay này nhá. Yeah. Mình không xem cái thứ tự. Thôi không sao, cho ấy đi. Tí nữa lại quay lại cái nhún này. Ngã. Khả năng tí đã ở phòng bên này. À, đi uống nước này, chết chà mày. Còn này dẫm vào cái bà ván này. Sao trẻ con lại còn kêu này, yeah này. Hài rồi đấy. Cho cái nhún ấy. Dở thế, mẹ nãy không gà cái nhún. Thôi bây giờ người chỉ ngồi xem này. Nên là đúng ra mình phải xem cái thứ tự nó trước ấy, rồi mình đặt bẫy. Mặc dù là mình vẫn nhớ hết mấy cái bẫy này mà. Trò này hồi xưa mình chơi quá nhiều rồi. Nên là bây giờ chơi lại là nó... Ủa? À, bây giờ không dẫm vào bi mẹ thằng chó nhỉ?
kiểu là thay vào cái chun này. Đây, tập tạ này. Tập tạ bị cưa vậy cái kia. Ui giời. Này còn ba cái ấy. Nhìn con lão đây, trông cái dán cái ảnh vào trông cái cơ bắp. Gãy đôi mẹ ta. Bác làm gì mà nóng giận. Bây giờ là lại đi chơi dây này nhưng mà nên là nó không được một cái vòng chuẩn đấy. À bây giờ thì vẫn dẫm vào bi. Kiểu gì vẫn dẫm. Mình phải đợi hẳn cái kia để đi lên cái nhốn ấy. Mà ngồi chơi thì nên là cái con cá này là nó chết luôn. Nên là cái con vẹt của lão này lần trước là lão, bây giờ lão cũng giết là lão cho lên đầu này. Chuột này, cáo này. Nhưng mà cái phần này là nó không, tôi bỏ mẹ chạy trốn đi. Nhưng mà cái phần này là nó không chơi được nhiều bài con vẹt này. Như là ở cái phần kia là hình như nó có nhiều cái bài con vẹt chơi buổi tối hơn. Nhưng phần này là không có. Cưa lấy rồi này. Vẫn cho cá ăn, cá chết mẹ. Cho cả steroid cá mẹ, cá khổng lồ. Nên là phải đợi. Sau tập phải sau cất cái sách. Sau tí nữa bắt đầu là nhún ấy. Nhún xong đi ra cái xe đạp này. Nên là có thể là lần sau mình thay luôn cái ấy nhỉ. Cái chuột ở bàn phím nhỉ. Để chơi giờ này. Nhìn được cái tổng thể hơn ấy. Nên là cái vấn đề là không nhìn được tổng thể ở cái phần này. Nên nó chỉ tập trung vào thằng nhân vật chính ấy. Cắm đầu đây. Này là cũng thắng luôn. Này là Ray là 8 ấy. Nên là mình nghĩ là mình từ từ mình sẽ rằng là mình. Nhưng mà mình đang chơi cái tay PS4 okay. Là cái được cái là chơi bản Steam nên là pairing cái tay nó tốt ấy. Mình chơi cái này nhỉ. Này là có mấy cái bài trong nhà nó ít nhỉ. Nó có chỉ tầm 6 này, 9 ấy và một bài ít này. Do it yourself. Ông này là cái ngày để sửa chữa bảo dưỡng lại nhà. Khoan khiếp này. Nó sẽ cái này thế. Đây cái này là việc đi ra cái cửa này là không đi trực tiếp nữa, lại phải đi xuống đi lang. Bấm nó đơn giản hơn này. Đi khoan này. Và nó có cái tổng thể nhìn này, này. Nên là xem cũng rất là dễ. À, đi mài. Mình lên đây. Cái gì này. Giấy điện. Lại à, đi sửa ống nước này. Rẽ đâu đi lên trên này. Thôi được. Mình cứ cho ông ấy đi. Mình đi lút đầu. Thế này có cái kìm ấy nào này. Này có cái gì. Hình như bên này nó không có gì nữa. Lão sẽ đi lên sửa cái ống. Đấy,
là đi sang đây rất là mất thời gian. Mày phải chạy ở dưới này. Ôi chết, bỏ mẹ. Tí đi ăn hành. Nên là mình có cái cuốn sách dạy về tra tấn ấy. Nên là làm người ta cái mấy cái dụng cụ tra tấn ấy. Nên là lại xuống chỉnh lại cái ống ấy. Không biết là mình bắt đầu ở đâu nhỉ? Thì có cái kìm này. Sao lão này sẽ lên cái cầu ra là lão ngắt cái cầu ra thôi. Ngắt cái cầu ra để khoan được mấy cái tay điện này. Nên là mình bật này. Mình nghĩ là mình có thể mình bắt đầu từ cái chỗ này này. Lấy cái này đấy. Lấy nhanh. Là cái kìm này. Tháo nước này. Để cái dây này. Để là vặn cái van nước này. Tôi bỏ mẹ rồi. Không biết là lão này là có xuống đây không. Ủa, lão đi chế tạo rồi đúng không? Là mình phải vặn hai cái van này trước. Có nghĩa là cái mở cái van này, sau bật cái này là cái này nó sẽ kích cái hơi nóng á. Đi mài này. À, thay cái này vào đây. Trốn trốn vào đây. Bây giờ đi xả cái van này này. Bây giờ sẽ kiểm tra lão vặn cái này ra. Mình phải đi theo này. Nấp mẹ trong cái tủ này. Sau tí nữa mà lão này kiểm tra. Ôi, từ từ. Kiểm tra không thì vấn đề thì giật điện thôi. Không thì vấn đề gì cả à. Lên thì chết. Bỏng. Mình phải xả này sang rồi. Bỏ mẹ. Ok. Không phải cái van này à? Con này tắt đi rồi này. Có thể mình vặn hộ ông ấy. Mẹ thằng cha nhé. Vặn cái van nóng này. Bây giờ phải sửa này này. Lỗi rồi. Cái này là phải quay ra. Hình như cái này nó chưa bật nữa. Nên đúng ra là cái đoạn này là mình phải vào xuống để mình bật cái này này. Lỗi rồi, ok. Mình sẽ chơi lại. Dở đấy nhỉ. Ok, lần này thì biết cái routine. Mình sẽ tập trung cái đoạn dưới này. Lấy điện. Này, khi nào mà chúng ta phải gài cái nước mà nó có cái giọt nước này. Kiểu lạ cái áp lực nó lớn ấy thì ông này ông sửa thì nó bắn nó mặt đi. Nên là có một số cái trường đoạn là nó lặp đi lặp lại ấy, hiểu.
Có thể là mình bắt đầu từ đây nhỉ, mình cho ông xoắn nhé. Mình có nhiều thời gian hơn. Bắt đầu từ cái chỗ máy mài này. Xoắn con mẹ này vào nhỉ. Đấy, đây là sửa cái này. Chỗ này nó không có gì này. Này đi rất là chậm luôn này. Nghe đi nó nhanh. Tròn 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 tròn. Máy mài này sao đi xuống đây sửa cái ống này à? Sửa cái ống này sao lên đây lắp cái này. Này là cái đoạn này rất là nguy hiểm. Nên là mình phải đi sau đoạn này mình gài bẫy là chuẩn. Chắc là mình nghĩ là khó cái đoạn này. Nào nào để mà gài được nhiều ấy. Nên mình cho mẹ quả bi vào đây nhỉ. Hai mẹ bi này cho ông ấy. Nên là tiện lại xuống đường tắt cái này nhé. Mình bật cái này lên. Đi khoan. Hình như là nó chỉ mở một ống ấy. Hai cái này nó riêng nhau. Đấy, bây giờ đi ấy. Bây giờ nó sẽ bắt đầu lại từ cái trên cái lão đi mài này. Nó đi xuống cái chỗ này này. Cái chỗ này mình đặt gần hết. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt hết cái chỗ này. Và tiện chúng ta chỉ ngồi chơi. Mày bay cái này kìa. Thụt cả cái đầu này. Đi kiểm tra ống nữa. Mình sẽ đi theo lão này luôn này. Cái này là xong rồi này. Cơ mà là cái đoạn này mày khó đấy. Giật điện. À, cái đoạn này là chúng ta chưa gạt được cái cầu dao này. Là phải để lão anh lão ngắt cái cầu dao. Sao lão tưởng là ngắt rồi mình gài lại à? Cái này nó không nhìn đấy nhỉ. Cái này. Lên kiểm tra này. Nên là chơi hai lần thì phải xem lại xem cái kiểu nó như nào. Nên là cho những cái bạn nào chưa chơi thì đây cũng coi như cái gai nhỉ. Còn những cái bạn nào chơi rồi thì coi như là biết cho vui. Đấy, bây giờ phải nên là bây giờ cái ke nó tắt rồi, tí nữa chúng ta phải gạt lên. Bạn này chạy xuống kiểm tra này. Nên là chắc là khó nhất là cái đoạn này thôi. Để chúng ta gạt được cái nước này lên. Đấy, bây giờ làm như nào để gạt luôn cái này. Đúng rồi, lúc nãy mình phải gạt luôn nhỉ. Mình có bi thôi. Đây nghe nào. Ghét thế, nó lại còn đứng thế này.
chạy chạy chạy. Bây giờ lão sẽ dính trưởng này. Bạn này bắn mặt này. Bắn hơi nước nóng không mày. nên là cái đoạn này chúng ta phải nhanh này. Nên là mình nhớ là cái bài này là nó tương đối khó đấy. Nên là nó kiểu bạn cũ nó phải được cái chuỗi ấy. Cắt nước này, quá muộn đây này. Bây giờ sẽ đóng cái câu dao này. Nhưng mà lão đóng cái câu dao để lão đi lên kia lão khoan mà. Hay lão khoan này. Đấy. Nên nó sẽ có cái paper clip. Đấy. Cười rất là láo. Thế cái trò chơi vui thật đấy. Thế là nữa là mình tháo cái xích rồi. Xoáy ấy. Bây giờ giật điện này. Sờ dây. Nên là cái phần này là cái ray của nó cũng dễ hơn. Kể là nếu mà mình bị dính vài ba phát là nó ray nó tụt rất là chậm ấy. Nhưng mà đúng ra là cái đoạn này là nó phải kết thúc rồi. Kiểu lại để cho lão sớm lại kiểm tra cầu trì. Sau lão lên lão gắn cái này. Gắn theo cái máy tra tấn của mình thôi. Không có gì xảy ra. Về lên gắn là xong. Thành máy tra tấn. Không biết là cái máy chết là máy gì. Cái ghế thành ghế tra tấn. Này là Hot Season à? À, cái này là nó unlock. Hình như là nó chuyển sang cái gọi là cái Neighbor From Hell bản 2 là nó đi tham quan này. Mình chơi luôn cái bài này thôi. Cái bản 2 này là cái Neighbor From Hell là nó đúng cái bản mà nó có nhiều cái mạng ấy. Sau cái bản 1 nó ít bài này. Nên là thằng này nó sẽ đi theo lão này đi du lịch thế giới nó trêu tiếp ấy. Nên là chúng ta có cái vợ ông này ra. Vợ ông này sao... Cái này là để mở cái này. Nên là nó vẫn có một số cái giống như hồi xưa. Mở này. Nên là lão này sẽ... Nó đi ra ngắm cảnh nữa. Đây mời mời. Đi ngắm cảnh, ngắm biển. Mình có thể đặt cái này. Ở cái phần này là hình như là nó sẽ có như một số cái bẫy là nó sử dụng nhiều lần đấy nha. Thì chúng ta lấy lại cái xà bông này. Cái xà bông này sao... Lão sẽ đứng nghe lão ấy ngắm vợ. Chả biết là vợ hay là gì. Nhìn vợ cũng rất là kinh như vợ này là gì. Gặp mình thì là sẽ không đánh mình à. Cắt cái này. Đập đầu. Lại ngắm tiếp. Cứ ngắm đi, cứ ngắm đi. Bác cứ ngắm đi. À, mình sẽ lại lấy cái xà bông này. Đây là cái bài đầu tiên này, ở cái bản Neighbor From Hell 2 ấy. Mình sẽ lấy cái này vặn lên đây thôi. Vặn này là mở này, này. Lại sẽ đội mũ. Chơi kiểu cosplay này.
ra cho ăn đòn. Nào dậy mình. Interesting it seems ra đây. Nghĩa là một cái số cái nhân vật khác là nó cho cái fat opportunity để đấm cái ông này, Roy Wessler. Để đấm. Nhìn trông kinh vậy. Là cái phần từ mình chạy ra đây. Lại đi ngắm tiếp. Và sau bây giờ mình phải lấy cái thìa này. Như cái bản trước là nó phải lấy cái thìa để chúng ta múc cái mì này nè. Lại quay lại luôn. Lại điên lên. Bây phải lấy cái thìa này. Lấy cái thìa này ta múc cái mì này. Bỏ cái mũ này. Bỏ cái mũ này. Bê lão sửa lại cái lan can này. Mình nghĩ là cái game này là nếu mà biết chơi là chơi rất là ngắn luôn đấy. Bởi vì là nó lặp lại ấy. Nên là mình nghĩ chắc phải chỉ chơi game này vài ba tiếng là hết game. Cho những người mà đã chơi hồi xưa rồi. Dính mì. Sao cái animation mà khóc thế này lại giống phần 2 này. Cái nó gọi là second try. À, khi mà hoàn thiện được một cái là nó. Thế là cái này là season 3 này, game unlock season. Nó toàn hết những cái bài mà ở cái bản Neighbor from Hell 2 này. Mình không biết là nó có đủ không, nhưng mà chắc chắn là cái bản một là nó thiếu một số bài ấy. Thiếu cái bài mà có cái bài phần 1 là nó còn cho lợn ăn, sao cho chim ăn này. Cho chim ăn rồi cho cái gì ăn đấy. Nên là chắc là mình sẽ quay lại mình chơi cái phần 1 nhỉ. Sao không hiểu sao lại thiếu này. Ok, mình sẽ quay lại để mình chơi ấy. Sao mình không biết là cái phần kia là nó như nào. Mà chắc chắn là nó thiếu ấy. Là khả năng mình sẽ quay lại cái phần. Bởi vì là cái game này là mình có phần 1, phần 2 rồi mà. Nên là nó cho mình miễn phí cái game này là coi như là cái bản remaster ấy. Nên là mình có sẵn phần 1, phần 2 mà. Nên là có gì mình vào để mình xem thì mình chơi lại đây. Nhưng mà mình chắc chắn là nó thiếu mấy bạn. Ok, mình sẽ quay lại để mình chơi tiếp ấy. Cho Neighbor Back From Hell này. Nên là nếu các bạn chưa đăng ký, hãy đăng ký và like video support nội dung mình trên channel mình, trên YouTube. Nên nếu các bạn đã xem được cái Facebook này, cái nội dung ở trên Facebook thì hãy qua cái channel mình, hãy like và đăng ký để support nội dung. Và bên cạnh game này mình chơi rất nhiều game kiểu game chiến thuật ấy, phát triển ấy kiểu. Và một số game cổ trên PC ấy. Nên là hy vọng các bạn để có nhiều nội dung hay các bạn theo dõi trên channel mình. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào tập khác trên channel.